Hello, xin chào tất cả mọi người nghe. Hôm nay My không có quay những chú trâu nha các bạn. Hôm nay My sẽ quay đi bắt ốc về cho những con vịt nhà My ăn nha các bạn. Thì ở dưới đây nó nước nè các bạn ơi, mình thấy có ốc này. Bây giờ mình sẽ tiến xuống dưới mình bắt luôn nha các bạn. Đó các bạn ơi, những con ốc nó đang đu chùm chùm đó các bạn. Các bạn thấy không? Nè, đóng con luôn nè các bạn. Đây là ốc bu vàng nha các bạn. Ốc bu vàng này mình lụm về mình luộc ăn cũng được, hay là mình cho vịt ăn gì cũng ok la nha các bạn. Bây giờ My sẽ bắt nha các bạn. Ôi nó ăn cái cọng gác luôn các bạn. Trời ơi, My sẽ bỏ vô cái bịch. Trời ơi, nó đu chùm chùm luôn nè các bạn. Các bạn thấy không? Cái này là My đi bắt buổi sáng nè các bạn. Mới 6 giờ mấy thôi. Giờ mát ra gửi nè các bạn. Nó nằm đây chùm chùm luôn các bạn. Ốc to, ốc nhỏ, ốc bự gì. Bu lại đây nó nằm hết. Nước ở đây nó hơi đục nên các bạn không thấy được. Cô nè các bạn ơi, nó ru về luôn nè các bạn. Đây nè các bạn có thấy không? Ồ, nó nhúc luôn nè. Mình bắt về mình sẽ đặt ra cho những chú vịt đáng yêu của mình ăn nha các bạn. Để vài bữa người ta xả lúa, người ta cũng xịt nó chết queo rồi các bạn ơi. Wow. Ồ. Chùm chùm thấy mê luôn các bạn. Thì cái kênh của My là quay về những con trâu với lại đi bắt ốc, bắt cua nha các bạn. Mong các bạn xem ủng hộ My nha. Này mình bắt cặp mé mương nè các bạn. Bắt cặp mé mương nước. Đây ốc hồng nè các bạn. Đó. Wow. Con ốc nó hồng. Mình sẽ bắt nó luôn các bạn. Bắt ốc được có nhiều đây các bạn ơi. Đây, video bắt ốc về cho vịt của My ăn đó đi kết thúc rồi các bạn. My hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.